ngày 25 tháng 3, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Trương Minh Phát, 18 tuổi, quê Long An và Đỗ Quốc Tiến, 19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh vì có hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 3, Tiến điều khiển xe máy chở Phát rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để tìm con mồi sơ hở nhằm ra tay cướp giật tài sản. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, khi đến đường Ung Văn Khiêm, thì hai tên này thấy anh Ca, 20 tuổi, đang chở chị DK, 19 tuổi. Trên tay chị Ca đang cầm một chiếc điện thoại iPhone 13 nên liền áp sát. Bất ngờ Phát giật điện thoại của chị DK rồi cả hai tăng ga tẩu thoát. Phát hiện sự việc, anh Ca truy hô và tăng tốc truy đuổi hai tên cướp. Khi đến gần giao lộ Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí thì Phát dùng bình xịt hơi cay xịt về phía anh Ca, khiến anh này mất lái va vào xe taxi đang chạy ngược chiều. Anh Ca và chị DK ngã ra đường, chấn thương nặng nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, đồng thời truy bắt hai tên cướp liều lĩnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 3, các trinh sát hình sự đã mời Tiến về trụ sở. Từ lời khai của Tiến, trinh sát tiếp tục đưa Phát về làm việc. Làm việc với công an, Tiến và Phát thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Bình Thạnh cũng đã thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại iPhone 13 và tạm giữ chiếc xe máy mà hai tên cướp dùng để gây án. Ngoài vụ cướp giật này, công an nghi ngờ Tiến và Phát còn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác với thủ đoạn tương tự nên tiếp tục đấu tranh làm rõ.